Bụi bay mù mịt khi chiếc xe đi qua, quét dọn phố xá, nhưng rất thiếu tôn trọng người đi đường. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi đoạn clip bên dưới nhé. 2 năm trở lại đây, câu chuyện bụi mịn không còn xa lạ với người dân ở Hà Nội. Cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục và cứu vãn tình hình. Trong đó, việc rửa đường, quét đường nhằm giảm bụi trong không khí đã được triển khai. Tuy nhiên, tôi thấy việc cho xe cơ giới quét bụi mù mịt là chuyện rất phản cảm. Bụi đường được chiếc xe này thổi bay trắng xóa, ai sẽ là nạn nhân lãnh đủ nếu không phải là người tham gia giao thông? Qua đoạn clip vừa rồi, bạn có suy nghĩ như thế nào? Nếu bạn là người đang tham gia giao thông trên con đường ấy, thì bạn có cảm giác như thế nào? Hãy cùng chia sẻ ý kiến của mình ngay dưới phần bình luận nha!